Một lần nữa em xin chào tất cả các anh chị. Chúc anh chị một ngày mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe. Và thu đã về được một nửa. Ngoài kia một vài thân cây đã rụng lá để đợi tiết thu phân đang tới gần. Năm nay dường như vợ chồng nhà Ngâu cũng nỉ non sức mất ít hơn, bởi thương cảm cho hạ giới chúng ta đang có dịch Covid. May thay lệnh giãn cách xã hội đang dần dần tháo gỡ, Covid đã được ngăn chặn kịp thời. Vì vậy hôm nay câu lạc bộ khiêu vũ Thanh Tâm long trọng tổ chức sinh nhật quý 3 cho các anh chị có ngày sinh trong tháng 7, tháng 8, tháng 9 và kết nạp hội viên mới. Đó là lý do của buổi gặp mặt ngày hôm nay. Xin đề nghị các anh chị cho một tràng pháo tay thật to. Em có trân trọng giới thiệu ban chủ nhiệm của câu lạc bộ cùng các anh chị trong câu lạc bộ của chúng ta đã có mặt đông đủ. Thay mặt các anh chị trong câu lạc bộ khiêu vũ Thanh Tâm, em xin trân trọng cảm ơn chủ nhiệm Nguyễn Công Minh cùng ban chủ nhiệm và tất cả chúng ta ở đây đã góp phần làm nên sự kiện này. Bây giờ em xin trân trọng kính mời chủ nhiệm Nguyễn Quang Minh lên phát biểu ý kiến ạ. Trân trọng mời anh. Thưa chị Nguyễn Thanh Hiền, giám đốc Trung tâm Thơ ca nhạc Việt Nam. Thưa tất cả các bác, các anh, các chị và các bạn của hội viên câu lạc bộ Thanh Tâm. Hôm nay trong tuyết trời mùa thu rất đẹp, trời cũng phù hộ câu lạc bộ chúng ta. Và câu lạc bộ Thanh Tâm luôn luôn thân thiện, tỏa sáng. Thay mặt cho ban chủ nhiệm xin có lời chào và chúc sức khỏe tất cả các bác, anh, các chị và toàn thể bạn bè có nhiều sức khỏe, vui vẻ, tươi trẻ và nhảy thật khỏe. Hôm nay chúng ta tụ họp về đây, nơi tại nhà hàng quê tôi của huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Là một nhà hàng mới nhưng mà rất chân tình. Thay mặt cho ban chủ nhiệm trước hết là xin chúc tất cả các chị và các bạn của câu lạc bộ cũng như bạn bè của hội viên chúng ta của các câu lạc bộ hôm nay đã bớt chút thời gian đến dự với chúng tôi. Một lần nữa xin chúc tất cả các chị và cảm ơn tất cả các chị đã có mặt trong buổi hôm nay. Thay mặt tất cả các anh chị em trong câu lạc bộ, em xin cảm ơn chủ nhiệm Nguyễn Quang Minh. Kính thưa các anh chị, đẹp, vui khỏe là điều mong ước của tất cả anh chị em chúng ta. Sau đây, các vũ điệu vui khỏe mềm dẻo của các anh chị trong câu lạc bộ được thể hiện. Mở đầu chương trình văn nghệ chào mừng là ca khúc Khách đến chơi nhà do chị gái và tốp múa phụ họa.
Sau đây em xin giới thiệu chị Trần Anh Hiền, Chủ tịch Câu lạc bộ Thơ Nhạc, lên trao huy hiệu cho ban chủ nhiệm câu lạc bộ của chúng ta. Trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Quang Minh, chủ nhiệm câu lạc bộ thay mặt lên nhận huy hiệu. Xin một tràng pháo tay thật nồng nàn từ phía cạnh các chị ạ. Và Thanh Hiền đại diện cho Trung tâm Thơ ca TVC Việt Nam xin được gắn huy hiệu cho chủ nhiệm câu lạc bộ khiêu vũ Thanh Tâm. Một tràng pháo tay nồng nàn cho tất cả chúng ta, xin cảm ơn. Anh chị nổ tràng pháo tay to đi ạ. Tiếp đến là vũ điệu Zumba. Để chúc mừng chị, anh chị Hạ Minh Hoàng Cúc đã mang đến chúng ta một vũ điệu thật là đẹp.
lên bằng violin, xoay trong tim rất du dương, và không còn ai đẹp hơn nhịp bước chân em. Bước em xoay theo anh. Khi nào nghe nhạc lên bằng khúc tango, đến bên anh, bước theo anh, như biển xanh đùa chơi cùng. Loài hoa dại bên đường đứng kiêu sa, bước theo anh, xoay theo anh, ta cùng quay đồ theo làn tóc em bay, xoay theo anh, xoay theo anh, từng đôi bước theo nhịp ta đôi em ái, nhịp chân anh dành cho riêng em mà thôi, vòng tay anh ôm chỉ riêng em mà thôi, nhịp ta nhạc lên bằng violin, xoay trong tim rất dư dương, và không còn ai đẹp hơn nhịp bước chân em. Bước em xoay theo anh. Như loài hoa dại bên đường đứng kêu xa,
Kính thưa ban chủ nhiệm câu lạc bộ khiêu vũ Thanh Tâm, tôi rất vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đội câu lạc bộ khiêu vũ Thanh Tâm. Tôi thay mặt tất cả anh chị em trong lễ kết nạp hôm nay rất là vui mừng phấn khởi, và tôi chúc cho câu lạc bộ Thanh Tâm chúng ta một ngày phát triển mạnh hơn nữa, và chúc tất cả anh chị em trong đoàn chúng ta mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, gia đình hạnh phúc. Xin cảm ơn. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật to để chúc mừng các thành viên mới của chúng ta. Trân trọng giới thiệu chủ nhiệm Nguyễn Quang Minh phát biểu ý kiến. Vâng, thưa tất cả các anh chị và các bạn, hôm nay chúng tôi rất vui mừng câu lạc bộ khiêu vũ Thanh Tâm hôm nay kết nạp 12 anh chị em hội viên mới. Chúng ta vui mừng là câu lạc bộ càng ngày càng phát triển và càng ngày càng đi lên. Đến giờ phút này thì câu lạc bộ Thanh Tâm đã lên với con số là 84 hội viên chính thức. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng các hội viên mới. Và sau đây tôi xin tặng hội viên mới và tất cả các chị một bài thơ, nhan đề là Rạng Người Thanh Tâm. Hôm nay họp mặt đông vui, Thanh Tâm trong sáng hòa đồng vui thay. Đến đây bạn hữu chung tay cùng cầu nạp bộ to bày hát ca. Cuộc đời tựa những bông hoa cùng nhau chia sẻ trăng hoa sẵn hương. Thanh Tâm chở những niềm thương tay, anh nâng khúc nhạc em say tiếng đàn rumba dịu dặt bước chân ba tô bút tông nhẹ gót ta gần nhau. Tình bạn gắn bó keo sơn chẳng rời. Niềm vui tỏa sáng cuộc đời, Thanh Tâm trong sáng người mãi về. On this day all together we'll be and we'll all sing for your birthday. One, two, three, we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday.
Chủ tịch Nguyễn Quang Minh đại diện cho câu lạc bộ cắt bánh sinh nhật. Chúc mừng hai chị ạ. Love.
như